con xin mời lớp cô Đặng đừng có bé nào về nha cô, tại vì cô có chuyện trách nhiệm với cô Đặng, lát cô sẽ phát giấy khen với lại quà khuyến khích của cô Đặng gửi lại các bé đừng có về nha, đợi một lát. Cảm ơn lớp 4 rất là nhiều. Các con chào.
chào tạm biệt búp bê gấu nghi sa thỏ trắng để các con đi vào lớp 1. Cô cũng chào tạm biệt các con để con về hưu.